Rồi ok, hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel Pop Pro và chào cả chị em luôn. Thứ sáu, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một channel hoàn toàn mới có tên là Glommy. Đây là một cái channel tôi mới phát hiện ra gần đây. Hiện tại channel Glommy có 191.000 người đăng ký. Và điều tuyệt vời của channel này đó chính là gần như tất cả những cái video được đăng tải lên đều có số lượng view rất cao, từ 200 đến khoảng độ 350 đến 400.000 view. Và nó rất là đều luôn các bạn ạ. Chứng tỏ là nội dung của cái channel này tôi có thể khá là chắc chắn là nó chất lượng. Đến với video đầu tiên, cách kéo dài kỳ nghỉ lễ vĩnh viễn. Tôi sẽ ủng hộ bạn Glommy bằng một like. Và nếu thấy video này hay, tí nữa tôi sẽ đăng ký kênh Glommy ngay lập tức, ok? Và nếu như các bạn thấy thích video reaction của tôi thì cũng hãy ủng hộ tôi bằng một like nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gì đấy? Vừa vào mà cứ vẻ kiểu mình bị bắn các bạn ạ. Bằng tốn đi. Đố mày biết tuần này được nghỉ mấy ngày? Ok. Con ngoan trò giỏi rồi. Đây chắc chắn là con nhà người ta rồi nhá. Chứ con nhà mình mà được nghỉ 4 ngày thì thôi, vứt ngoại cặp đi chơi Wi-Fi ngay. Bắt bài luôn. Bốn ngày dài cụ thể là 96 tiếng. Ước gì được nghỉ nhiều hơn. Học sinh cả nước được nghỉ thêm một tuần nữa để tránh bão. Có một cái vấn đề là như này này. Mặc dù là cái việc có bão là được nghỉ học thật, nhưng cái việc mà bão đến ấy, nó cũng sẽ gây ra rất là nhiều thiệt hại. Học sinh thì sướng là vì được nghỉ học, nhưng mà bố mẹ chúng ta, thế cả những cái người nông dân nữa, họ sẽ gặp rất là nhiều thiệt hại, có thể là đấy, do bão gây ra mà. Thế nên là thôi thì tôi thà đi học còn hơn là tôi muốn được nghỉ vì có bão. Bởi tôi biết là sẽ có những cái chuyện nó không hay khi mà bão đến. Với tôi là như vậy. Cầu được ước thấy, trên TV báo được nghỉ thêm một tuần tránh bão kìa. Siêu năng lực à? Thú vị à? Tao chính là người tạo ra cơn bão đấy. Căng thế nhở? Glommy đã bắt cóc Doraemon. Trong lúc Doraemon vừa chơi đồ hàng kẻ vài đường live xong, nên là mắt nổ mắt xịt và tâm thế vẫn còn đang hơi phê, thì đã bị bắt cóc. Và sau đó thì chắc là lấy bảo bối của Doraemon, đúng không? À đây, thôi được rồi, nếu có muốn nghỉ học thì cũng có thể là sử dụng cái khác. Tôi nghĩ là sử dụng một cái món bảo bối nào đấy có thể lặp lại cái khoảng thời gian trước, kiểu tua về quá khứ chẳng hạn. Tôi thấy là nên là như thế. Khi cái nhạc này nổi lên là bắt đầu đến đoạn nhân văn, đúng không? Đít thế nhỉ? Mày không nhớ tao à? Không nhớ những kỷ niệm của chúng ta à?
khi tao chổng đít lên. What? FBI, open up! Nghỉ học không được gặp bạn bè. Thế đố anh em biết còn cách nào khác để không được gặp bạn bè hay không? Tôi gợi ý top 5 những cách để không phải gặp bạn bè nữa. Thì tốt nghiệp xong thì anh có dự định gì không? Em đi. Ô em toà. À đấy thì... Không sao, nhiều khi tao cũng muốn được nghỉ giống mày đấy chứ. Bạn bè chơi thân với nhau thì kiểu gì cái tư tưởng nó cũng như nhau thôi. Né làm sao được, nhân văn ở đâu, nhân văn làm sao được. Cái gì đây, tôi biết ngay mà. Từ nãy đến giờ là tôi cố tình tôi phải đảo mắt tất tần tật trong cái khung hình này để tôi tìm ra những cái điểm bất thường. Cái đầu tiên, đây là đài truyền hình VKL. Ok nhá. Con mèo kêu meo meo. Ô. Có một cái vấn đề là như này, mặc dù con Doraemon nó bị trói tay trói chân rồi nhưng mà nó vẫn chat được. Nó vẫn chat được các bạn ạ. Bị cấm chat rồi mà vẫn chat được. Thì đây là video đầu tiên là thuộc cái thể loại tôi cũng không chắc là đây có phải là animation không, nhưng mà tôi đoán đây không phải là animation mà dựa vào những cái đoạn hội thoại, nó giống như một cái câu chuyện hài để tạo ra cái tình huống đúng không? Nhưng mà dù sao tôi cũng đánh giá cao cái sự sáng tạo trong video cách kéo dài kỳ nghỉ lễ vĩnh viễn. Nhưng mà nếu có một cái cách khác nó nhân văn hơn cho tất cả mọi người thì nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà tôi cũng hiểu được cái tinh thần của cái video này chỉ là vui vẻ thôi chứ không có ý gì cả. Thế nên là không có vấn đề gì hết. Ok. Và dù sao thì chúng ta cũng đã reaction và tôi cũng muốn ủng hộ cái tinh thần cũng như là cái sự sáng tạo của Gromy. Thế nên là tôi sẽ đăng ký kênh. Tiếp theo, nỗi ám ảnh của mọi đứa học sinh. Trước khi xem video tôi lại like cho cái người văn minh trên mạng xã hội mà anh em. Cay thế nhỉ. Ở trong bất kỳ một cái bộ phim nào đó, nhân vật chính luôn luôn là thằng màu mè nhất và được chăm chút kỹ nhất. Thế còn các nhân vật phụ thì kiểu như này, như này, như này. Ok. Tôi đoán đây là hội anh em hủy diệt ở bàn cuối cơ đúng không? Và đây là cái thứ sẽ hủy diệt hội anh em hủy diệt bàn cuối. Ác mộng đấy. Hung thần của lớp học đấy. À chứ cứ buồn cười nhỉ. Rõ ràng là hai thằng này nó ngồi cạnh nhau mà. Nó ngồi cạnh nhau luôn. Nhưng vẫn phải inbox cho nhau. Được đấy, cẩn thận nhá, không lại cô giáo mà biết inbox trong giờ học là tịch thu điện thoại đấy, cấm chat đấy. Đổi chỗ à? Ngày xưa tôi cũng hay đổi chỗ lắm. Ba thằng ngồi bàn cuối, thằng nọ đổi chỗ cho thằng kia vì thằng kia không nhìn rõ bảng. À, thế mới hay. Hợp lý rồi. Ok, bắt đầu đến cái giai đoạn này là bắt đầu kiểu đánh chống lảng không? Đánh lạc hướng đối thủ, đánh lạc hướng đối phương để cho đối phương cứ tưởng là mình không... Không, thực ra là tao muốn đổi chỗ để nhìn bảng cơ mà. Tại sao lại là quạt chân? Đều hiểu gì cả, tại... có nhắc gì đến nó đâu. À, kiểu như là khiến cho đối phương không để ý, phân tâm, các bạn hiểu không? Đấy. Thế thì mình mới đạt được cái mục đích của mình.
Mày để ý cái quạt từ mấy ngày nay rồi mà mày không nói với tao một câu nào. Mày chả nhắc gì tao. Đến cái lúc mà tao phải xin mày đổi chỗ thì mày mới nói cho tao. Bạn bè như cái... Ok á, điều ấy nhỉ? Trông như học sinh tiểu học mà đã có vợ con ở nhà rồi. Tảo hôn là cưới sớm à? Có một cái điều kinh khủng hơn là thực sự là tôi thấy thắc mắc. Là rõ ràng cái quạt trần nhá, nó đã lắc như thế này rồi mà nhà trường vẫn không xử lý nó. Tôi nhìn mà tôi sợ không thể chịu được. Ít nhất thì cũng có thể có một cái khung ở ngoài để ngăn cho cái trường hợp là cái giả sử cái quạt trần nó rơi thật thì sao. Tôi cứ tưởng tượng là khi cái cánh quạt nó đang quay với cái tốc độ bàn thờ như thế kia nhá, mà nó quay trúng vào tôi thì cái người lên bàn thờ chính là tôi luôn. Lô, à thằng Lô là thằng Lovita. Đổi chỗ cho mày để mày đẹp trai, tao xấu trai để mày tán hết gái trên trường này gì? Ý mày thế thì tao ngu đâu. À ok à. Lớp như một cái chợ luôn. Ồn ào anh chị này. Anh chị đến đây để học hay để họp chợ? Căng thực sự. 50 năm rồi mà nhìn vẫn mới như ngày đầu tiên. Quách cường muông. Đừng có mà vẩn vẩn. Khổ ê à. Cùng trong một lớp ngồi cạnh nhau mà vẫn còn phải gửi bản di chúc chấm đọc để ký online. Thôi dù sao thì công nghệ mà. Trong trường hợp thì á, để tôi đọc cho các bạn nè. Trong trường hợp tôi bị quạt trần rơi vào đầu dẫn đến oảng, tôi xin để lại toàn bộ tài sản cho ông Lê Văn Tún. Toàn bộ tài sản của tôi đó chính là một cái quần xịp đang mặc dở vẫn còn mới 99%. Vậy chỉ còn một cách. À xin giả vờ ốm à. À xuống phòng y tế. Ui hồi ngày xưa nhá, tôi đỉnh cao đến một cái mức mà giả sử hôm ấy tôi không muốn học nữa, thế là tôi hay xin là đau bụng để xin đi về đúng không? Và cái vấn đề là tôi có thể điều khiển cho bản thân mình bị đau bụng thật. Ngoại trưởng luôn, kiểu siêu năng lực được không? Vẽ đỉnh vậy. À, Covid. Ồ, hợp lý rồi. Ơ kìa, tại sao lại đổ nước ra quần thế? Xấu hổ đấy. Đùa. Em ốm thật, cô không thấy là em bị toát mồ hôi à? Em ốm em bị toát mồ hôi, ướt hết cả đũng quần cô không thấy à? Chả quan tâm học sinh gì cả. Mày về đến nhà rồi còn không thay cái quần đi. Đấy tôi bảo mà, tài sản chỉ có một cái xịp, mặc dở vẫn mới 99,99%, phơi khô vẫn mặc được tiếp.
cảm giác như mình là nhân vật chính trong một bộ phim bom tấn khi mà vượt qua được tất cả những thảm họa và sống hạnh phúc đến cuối đời. À không, cuối phim. Tôi quên mất là ở nhà tôi cũng có quạt trần. Ở nhà tôi thậm chí cũng có đến 2 cái. Nhưng mà ít ra thì tôi vẫn cảm nhận được cái sự chắc chắn của nó. Các bạn nhé, nó không lắc các bạn ạ. Rồi ok, cảm ơn Glomy vì đã tạo ra những cái video vui vẻ như thế này. Ở video trước thì tôi bảo là không phải là video dạng animation. Nhưng mà ở trong cái tập này thì tôi thấy là đây là một cái sự kết hợp giữa animation và những cái đoạn hội thoại ngắn, đúng không? Để tạo ra những cái tình huống vui. Ok, được rồi, và chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây. Link của channel Glomy tôi sẽ để ở bên dưới phần bình luận, để nếu như các bạn muốn xem thêm các video khác của Glomy có thể click vào nhé. Tôi thì khi nào mà tìm được những cái channel thú vị của những YouTuber Việt Nam mà chưa được nhiều người biết tới, tôi sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người. Tôi không nhận tiền quảng cáo của ai hết, tôi làm bởi vì tôi thấy đó là việc mà tôi nên làm. Đơn giản chỉ như vậy thôi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu thích video này, hãy ủng hộ tôi bằng một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.